Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ ba, dằm vào ngày 27 tháng 7 năm 2021, vào tối thường đêm chúng con lạy Kinh Pháp Hoa. Đạo tràng Pháp Hoa tu viện Phật tâm chúng con có sự hiện diện của Thượng Tọa Thượng Trừng Hạ Sĩ, đến từ tu viện Pháp Nhãn thành phố Austin, tiểu bang Texas. Hôm nay chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Sư có đôi lời pháp nhủ cho chúng con một hoặc hai đêm trước khi Thầy rời khỏi Washington State, để chúng con lấy đó làm phương châm trên bước đường tu học. Và chúng con cung thỉnh Thầy bắt đầu thời pháp. Đại chúng chúng ta chắp tay niệm hồng danh Đức Phật ba lần để cung thỉnh Thầy. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Cũng giống như bài đại bi á, mình tụng đi tụng lại hoài
mà nghe học trái. Thì hôm nay mình có nghe lại cũng rất là tốt. Thì ý nghĩa tu viện Phật tâm thì trong này nó có mấy cái vế: một là tu viện, hai là Phật, ba là tâm. Như vậy nó có ba cái cụm từ ha, là ý nghĩa tu viện Phật tâm. Thì chữ tu viện á, tiếng Phạn á gọi là vihara. Vihara thì cái tiếng Phạn đó là vihara, còn tiếng Mỹ á gọi là temple, Buddhist temple. Còn tiếng cũng tiếng Mỹ nữa, pagoda nha. Còn tiếng Tàu gọi là sư, tức là tu viện nha. Thì chữ tu viện á, cái nghĩa là tu viện là gì, là nói nôm na chữ vihara. Và tiếng Mỹ nữa, còn một từ nữa là monastery. Đây là tu viện nam là monastery, tu viện nữ là nunnery, mà đây là nam gọi là monastery nha. Thì ở đây á là tu viện là cái nghĩa là vậy đó, cái nghĩa mới cái nghĩa đen thôi. Còn cái nghĩa bóng á, chữ tu viện có nghĩa là gì, là chùa, là đạo tràng, là nơi tu học. Không, tu viện có nghĩa là gì, là nơi để đào tạo con người hiền và đức, là nơi để cho mọi người con của Phật cùng nhau về chùa để tu tập, cùng nhau về chùa để gieo trồng công đức, cùng nhau về chùa để sống được sống an lành. Quý vị nắm được ý đó chưa? Vì mà không chào cảm ơn anh. Khi mà một cái tu viện, một cái đạo tràng hay là một ngôi chùa mà lập ra đó, thì nơi đó là vắng mặt đi á những cái sầu muộn, cái khổ đau. Vắng mặt đi á là những cái buồn phiền, những cái sầu lo. Tại vì nơi tu viện là nơi gì? Là nơi đào tạo tâm linh, nơi cái thân khỏe và tâm an. Ví dụ như là quý vị lại Phật như nãy đó, thân khỏe nè, tâm nó an lạc nè, ra mồ hôi giống như lấy quý thầy đó, lấy cái kinh lên lâu ha. Cho nên vừa khỏe về thân và cũng đồng thời vừa khỏe về tâm. Thì nơi đây á là nơi đào tạo con người tài và đức, nơi đây là đào tạo con người hiền và đức, nơi đây là thân an và tâm được an. Quý vị nắm được ý không? Đó, thì cái tu viện là gì đó, nơi nào mà có tu viện là nơi đó giảm được tù nhập. Nơi nào mà có đạo tràng, nơi nào mà có tu học, nơi nào mà có hướng dẫn tụng kinh niệm Phật là nơi đó giảm đi tội phạm. Thay vì không có môi trường tu học, không có môi trường tụng kinh niệm Phật, cái giờ này quý vị là quý vị ở nhà coi phim ảnh, coi đủ thứ tin tức hết. Nhưng mà giờ này quý vị tranh thủ về chùa, khi mà có thầy trụ trì, quý vị tranh thủ về chùa cùng nhau lạy Phật. Trước nhất là mình chiêm ngưỡng Đức Phật, thứ hai là thăm chiêm ngưỡng chư công đức tăng ni, thứ ba đó là quý vị lạy Phật được sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc. Cho nên đó, ở khi mà một cái tu viện mà thành lập ra thì nơi đó là tội phạm giảm đi, bớt đi. Và hai đặc điểm là gì, là thân và tâm của mình đó là luôn luôn lúc rồi cũng an lạc. Nhờ cái an lạc đó mình về chùa mình làm công quả, mình khỏe, mình vui. Chứ còn không có an lạc, mình về chùa mình làm, về tu viện mình làm không có vui, thì lúc đó nó ngược lại là không có phước. Mà làm với cái tâm hoan hỷ, làm với cái tâm an lạc, mỗi người chúng ta đều có một vị trí nội hộ là làm việc trong chùa, chuyện lớn chuyện nhỏ khi mà chùa cần, tu viện cần. Còn ngoại họ là gì? Hello, đối nội, đối bên ngoài. Còn vua nội có nghĩa là làm cắm hoa rồi á, dương bằng Phật rồi á, trang trí cờ phước rồi á, nấu ăn đủ thứ chuyện hết. Rồi cho đó chữ tu viện có nghĩa gì? Tất cả chúng ta đều cộng lực với nhau hết, làm với cái tâm hoan hỷ, làm với cái tâm vui vẻ, làm với cái tâm an lạc, thì lúc đó cái phước nó tăng được. Quý vị không? Và hơn nữa là tu viện là gì? Là những ai chưa có nương tựa tam bảo, chưa có quy tam bảo, thì quý vị phát tâm quy tam bảo. Quý vị chưa trở thành là người con Phật, quý vị ngày lành tháng tốt, thưa thầy, thưa sư phụ, cho con ngày lành tháng tốt, cho con cái ngày đó để con làm đệ tử của Đức Phật. Bởi vì mỗi khi mà con cầu nguyện á, con là Nguyễn Văn Thắng, pháp danh là Tâm Đức. Ví dụ gì mà bây giờ chưa có cái pháp danh á, sao con là Thắng Đức được? Cho nên á, con có cái pháp, cái tên thế danh rồi, nhưng mà coi ngày lành tháng tốt, thỉnh sư thầy trụ trì ở đây
ông thầy tâm lực ở đây rồi cho mình cái pháp danh coi ngày cái múi giờ thích hợp. Cả gia đình mình á, mình tu rồi mình mời xung quanh người thân người thương về chùa cùng tu nữa, thì lúc đó nó trở thành là nơi đạo tràng tu tập. Do đó mình chưa có trở thành người đệ tử Đức Phật thì mình hướng cái tâm về mình trở thành người đệ tử Đức Phật, và mình đặc biệt là mình rỉ mọ cái người thân người thương mình cùng đi chùa. Cho nên quý vị thỉnh thoảng mà có những nơi tụng kinh đó, có bà cái câu là tu rỉ đó, ma tu rỉ đó, ma ha là lớn. Ông mình đó, tu rỉ có nghĩa là rỉ một mình thôi, nhưng mà khi mà ma ha tu rỉ có nghĩa là rỉ người khác nữa, nhất là chồng của mình, là con của mình, là vợ của mình, mà mình về chùa nữa là ma ha tu rỉ. Mình làm hộ trì tập bảo rồi, mình hộ có mình nhiều khi nó đuối, nó yếu. Nhưng mà giống như anh trai, chị trai này, hai anh chị ví dụ như về chùa kể anh em mình cố gắng mình làm, nhưng mà mình cùng rỉ với nhau nó mới mạnh. Mà khi mình không mạnh rồi, mình có sức, rồi có lực ở đây nữa, là tự nhiên cái mình có tâm, quý vị thân. Cho nên mình đi về chùa, mình đem hết cái tâm mình khi mà mình rỉ cho mình rồi mà chưa đủ đâu, rỉ cho đứa con của mình nó về, nó gieo cái hạt giống Phật pháp, rồi sau đó rỉ chồng của mình, rỉ cái người thân người thương của mình. Tự nhiên mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng mà quý vị rỉ được một người là thành công rồi, không có cần chi cho nhiều mà quý vị rỉ cho người thân mình, độ mình rồi mà độ cái người thân đó. Hôm nay em đi chùa, hôm nay anh đi chùa vui lắm, ông thượng tọa trụ trì hay thầy trường sĩ hát bài này hát bài kia hướng dẫn rất là vui. Cho nên anh đi thử coi, em đi thử coi, mấy đứa con mình đi thử coi, thì lúc đó có nghĩa là ma ha tu rỉ là mình mời thỉnh cái người thân người thương mình về tu viện để làm việc có ích cho mình, có ích cho người thân người thương của mình, nhất là cho mình đó. Thì mà được như vậy đó thì cái nghĩa có nghĩa là gì, là nơi tu viện là nơi đào tạo đó, cái nghĩa đó là quý vị thấy nắm được ý đó chưa. Khi mình biết được á, tu viện là nơi tu học, tu viện là nơi lạy Phật tụng kinh, thì nó giảm bớt cái nghiệp của mình. Trước nhất là giảm tội phạm, thứ hai là giảm cái nghiệp của mình. Bởi vì mình hồi giờ mình lăn xăng chỗ này chỗ kia mà chưa có cái môi trường thích hợp. Hôm nay tu viện Phật Tâm mới thành lập được 2 năm nay, nhưng mà có ông thị trưởng, có bà thị trưởng, có thư ký, có ông A, ông B, ông C tới, tự nhiên chùa mình nó cái không khí nó trong lành. Nhờ cái trong lành chư vị hộ pháp hộ trì cho mình thì mình cùng nhau tu tập, thì lúc đó nó mới rất là an lành, thì nó giảm được cái nghiệp của mình. Lạy Phật tụng kinh dưới sự hướng dẫn của thượng tọa Thích Trụ Trì ở đây, thầy tâm lực hướng dẫn như vậy đó. Bởi vì nhiều khi quý thầy lâu lâu về hát ca múa lòng thôi, chứ còn ở đây chính là thầy tâm lực, quý vị thân. Do đó những cái gì hướng dẫn Phật pháp cái này kia, mình đem hết cái tâm lành, cái ý nghĩ lành và việc làm lành, mình đem hết cái tâm, cái thân, thì lúc đó nghiệp mình nhẹ nhàng. Khi mà nghiệp mình nhẹ nhàng rồi, mình làm cái việc gì cũng suôn sẻ, cái gì cũng an lành hết. Do đó tu viện có nghĩa là gì? Là nơi tu tập và đồng thời là nơi để cho thân mình an, tâm mình khỏe. Và thứ ba đó là gì? Là nơi mình tiêu trừ cái nghiệp của mình. Vì mà không cho trọng quá tầng. Cái nghĩa thứ nhất là tu viện, thứ hai là chữ Phật. Phật tiếng Phạn, tiếng Mỹ, tiếng Anh, vân vân, tiếng Pali gọi là Buddha. Bút có nghĩa là gì? Từ động từ á, danh từ á, bút có nghĩa là nụ hoa, mà động từ có nghĩa là nở hoa. Quý vị nắm nha. Động từ á, cái bút á có nghĩa là cái, nếu mà động từ á là nở hoa, mà danh từ á, bút có nghĩa là cái nụ hoa. Mỗi chúng ta là có cái nụ hoa, mà cái nụ hoa này là gì? Quý vị mà về chùa mà không có cái môi trường thích hợp, không có đạo tràng thích hợp, không có người thầy tâm linh hướng dẫn thích hợp, nụ hoa mình có nở không? Nó có, nhưng mà nó cứ nằm vậy đó chờ nước. Mà nước ở đây có nghĩa là nước tưới tẩm, nước tâm linh, nước người hỗ trợ, là chỉ cho cái người hướng dẫn tâm linh. Mà nhờ cái nước căn lồ này á, thì cái nụ hoa mình á, mỗi ngày mình nở đi xíu, nó tươi mát dần. Nhờ cái nụ hoa tươi mát cho nên nó mới mỗi ngày mình tu xong mà nó vui vẻ, tu xong mà nó sáng ra. Còn tu mà cứ gặp ai cứ hừ giống như mấy bi đó là coi chừng. Do đó quý vị thân, khi mà mình tu mà cái nụ hoa mình nó vui vẻ, nó an lạc là thành công, là do cái sự hướng dẫn của thượng tọa Thích Tâm Lực ở đây, người hướng dẫn trực tiếp cho quý vị. Do đó cái nụ hoa mình càng ngày càng tươi mát dần, thấy an
lạc ai đấy gặp nhau á, Nam Mô Phật, how are you today? Đó, do đó cái nụ hoa là mình biết là mỗi chúng ta đều có cái nụ hoa. Nhưng mà quý vị đi về chùa làm sao đừng cho cái nụ hoa mình héo. Còn về chùa mà quý vị làm cho cái hoa mình héo nè, thấy ai cũng gầm gầm gừ gừ trong mấy người bì, hoặc là thấy ai làm gì làm mình ẩn đi, nhưng mà thấy gặp ăn gặp làm. Chùa là cái nơi mà gặp ăn gặp làm, gặp cái việc lớn việc nhỏ cùng nhau cộng tác với nhau, cùng nhau làm việc với nhau thì nó vui hơn và nó an lạc hơn. Lâu lâu ở nhà mình có trái cây đem tới, lâu lâu chùa cúng xong á có hoa quả đó để xuống, quý vị tự do thỉnh về, tự vì cái đó là cái lộc của Phật, cho nên quý vị nhận về để hưởng cái lộc của Phật đó, chứ còn quý thầy nhận đâu có ăn hết. Do đó để cái đó là cái lộc Phật, mà khi mà quý vị có cái phương pháp tu, có cái sự an lạc ở cái nụ hoa mình nó tươi mát, là sự nhờ sư thầy trụ trì ở đây hướng dẫn đúng cái chánh pháp, đúng đường, đúng cái chánh pháp, thì lúc đó cái nụ hoa mình càng ngày càng tươi mát. Chứ đa có nghĩa là người, đa có nghĩa là giả, Buddha có nghĩa là Phật Đà, là người con của Phật. Thứ nhất là chỉ cho Đức Phật là người giác ngộ dưới cội cao Bồ Đề, người có lịch sử, người có sự thật là Buddha. Quý vị không? Là sinh ra năm 624 BCE, the Buddha was born in BCE 624 BCE, tức là trước Kitô giáo Chúa Giêsu giáng sinh 624. Từ từ tới ngày Phật đản, lúc đó thầy sẽ hướng dẫn nhiều hơn, mà ở đây nói tóm tắt cho quý vị biết. Thì chữ Buddha có nghĩa là Phật Đà, có nghĩa là Buddha là chỉ cho Đức Phật, chỉ cho Đức Phật thành đạo. Còn chữ Buddha trong trường hợp này là chỉ cho những hành giả con của Phật. Quý vị tự hào chưa? Bởi vì Đức Phật, mình là con Phật, mà con Phật gồm có bốn hạng người. Một là người xuất gia nam, và xuất gia nữ là mấy sư cô, và tại gia nam như anh trai, và tại gia nữ là mấy chị nhà mình đây, mấy em nhà mình đây. Quý vị không? Có bốn hạng người: xuất gia nam, xuất gia nữ, tại gia nam và tại gia nữ. Thì Đức Phật là người đã giác ngộ, còn mình đó, Phật Đà, Phật giả là người đang giác ngộ. Người đang giác ngộ là người đang đi trên con đường của Đức Phật. Cho nên Đức Phật là cũng con người bằng xương bằng thịt. Tại sao mình cũng con người bằng xương bằng thịt mà mình không theo con đường của Đức Phật? Bớt tham, bớt sân, bớt si. Đức Phật là an lạc, cũng con người bằng xương bằng thịt mà chứng quả dưới cội cây Bồ Đề cách đây là 2645 năm về trước. Còn mình ở đây, mình là con của Phật, tự nhiên Phật Đà, Phật giả là người hành giả đi theo con đường của Phật. Bây giờ Đức Phật làm được thì mình cũng làm được, cho nên mình nhờ cái phước của Phật mình mới bận cái y hậu áo y hậu nè, áo lam nè, áo đà nè, áo vàng nè. Đó là cái người đi theo con đường của Phật, chỉ là hạnh phúc quá đi thôi. Do đó quý vị đọc theo thầy bài của Đức Phật nha, quý vị chắp tay đọc cho trang nghiêm nha. Phật là thầy chỉ đạo, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng túc đoan trang, Nam mô Phật Đà Gia. Đó quý vị nhớ nha. Cho nên khi nói Phật á, là Phật là cái người chỉ đạo. Đạo có nghĩa là gì? Là con đường. Con đường là gì? Con đường trong chánh. Con đường đó là bỏ con đường ác, đi con đường thiện. Bỏ con đường tạo nghiệp, đi con đường chánh nghiệp. Tạo nghiệp có nghĩa là gì? Là nói dối, sát hại chúng sinh, rồi lấy của không cho, có vợ có chồng rồi mà kiếm thêm, hoặc là uống rượu uống bia, hoặc là xì ke ma tí, đó là tạo nghiệp, nhớ chưa? Không, Phật là thầy chỉ đạo, mà đây là chánh đạo, right way, right path, tức là chánh đạo. Là tiếng Phạn gọi là Samma Magga, Samma là chánh, Magga là con đường, là con đường chánh, là chánh đạo. Quý vị thân rất là hay, mà cái người mà tạo nghiệp á, mình đi về chùa, về tu viện là nơi tu học thì mình không có tạo nghiệp. Còn mình về mình tu học, mình thấy mình an lạc, mình thấy mình nhẹ nhàng. Cho nên Phật là thầy chỉ đạo, chỉ con đường tốt. Đức Phật là người thầy, chỉ ra con đường tốt. Cũng giống như quý thầy là người thay thế cho Đức Phật. Tăng bảo đó, Phật bảo nè,
Pháp Bảo là Tăng Bảo. Tăng Bảo là người thay thế cho Đức Phật để hướng dẫn cho đạo tràng tu tập. Nơi đạo tràng có mà không biết địa tâm, đạo tràng có, chùa có mà không có quý thầy, quý sư cô, nhất là không có cái người trụ trì ở đây, thì lúc đó quý vị về, ông bạn cũng giống như tôi, cho nên nhiều khi bạn làm gì tôi đúng hay sai tôi không biết. Nhưng mà có quý thầy, có cái người hướng dẫn ở đây, con đường chánh đạo từ giờ, right teacher, rồi right teaching, right teacher, sau right teaching, and right dharma nữa, tức là thầy, right teacher, tức là thầy đúng, thầy chân chánh, mà chỉ con đường chân chánh là right path. Samma Magga. Bây giờ rồi thực hành cái câu lời dạy Đức Phật trong chánh đó, right teaching. Thì lúc đó mới bị thức là an lạc, cho nên Đức Phật là một bậc thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức. Đức Phật là bậc tỉnh thức vẹn toàn, trọn vẹn. Tỉnh thức trọn đầy. Perfect awakening one, tức là người tỉnh thức trọn đầy. Quý vị thân, bậc tỉnh thức trọn đầy, tương tốt, đoan trang. Tướng của Phật nè, hảo nè, tướng tốt, cái người nào mà tu lâu á, làm thiện nè, tạo nghiệp lành nè, tu lâu cái khuôn mặt nó sáng và nó hiền và vui vẻ, nó gặp hello sister, hello brother, how are you today, thân thiện và rất là dễ dàng. Còn tu mà thời gian cái giống như nhìn nhau, giống như mấy người nói giận dỗi á, giống như móc xô gạo ấy thì đó thì lúc đó nó không có chất an, không có chất lạc, cho nên mình tu sao á, mình có tướng tốt nè, đoan trang. Tướng tốt nãy mình nói cái hoa đó, mà có sự an lạc và sự dưới sự hướng dẫn của thầy trụ trì, thầy tâm lực ở đây, và cái môi trường thích hợp. Mình làm thiện mà mình đâu có ngán ai đâu, mình làm thiện là cứ làm. Ví dụ công trình chùa chuẩn bị xây nhà bếp, ví dụ gì xây cái cổng, ví dụ gì hay xây cái chuyện này chuyện kia, mà mình tôi làm thiện mà làm đúng chánh pháp ở chỗ đó, là làm chỗ đó là đúng chánh pháp, là mình phát tâm, mình làm hết cái tâm là vui thôi. Cho nên rất là quan trọng, khi mà mình làm được vậy đó, mình rất là vui, rất là hoan hỷ, bởi vì mình làm thiện mình rất là vui. Một ngày làm thiện, một tuần làm thiện, một tháng làm thiện mà mình vui, mình ngủ ngon lắm. Còn ngược lại á, một ngày mà không làm thiện, một tuần không làm thiện, một tháng mà không có làm thiện, ngủ nó ngon quý vị. Quý vị đối với coi. Cho nên đó, mình làm lành, làm thiện, làm cái việc gì mà cho Tam Bảo, cho số đông, đâu phải làm gì cá nhân của quý thầy. Làm cho Tam Bảo, mà khi mà làm cho Tam Bảo mình rất là vui, ngủ ngon, ăn ngon, ngủ yên. Làm cho đại chúng như bữa giờ, mấy anh ta, chị gái ở đây làm nhiệt tình, thầy thấy rất là hay và thấy rất là vui. Mặc dầu mình không có ủng hộ bao nhiêu, nhưng mà nhìn qua là thấy Phật tử mình á, mỗi người mỗi việc làm cộng lực vô rất là nhịp nhàng, trôi chảy. Cho nên đó, bên tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn, người có trí mới làm được việc. Người tới chùa mà không có trí mới làm được việc, nhiều khi phá việc. Mà người có trí thì làm được việc, ở chùa còn cái gì đem hết cái tâm mình làm, chùa giúp cái gì đem hết cái tâm mình giúp. Cho nên người đó không có trí, còn người có trí mà có tới mà giống như đưa thông tin này, đưa thông tin kia, làm đủ cái gì đó là người trí đó, trí đó là trí ron trí. Trí đó gọi là asama, asama pranya, tức là trí tuệ, tà tuệ, tà trí, gọi là wrong view. Thay vì là mình nói là tôi có right view là chánh kiến, kiến là thấy, là trí. Bây giờ wrong view là tà trí, là lúc đó hư bột hư đường hết. Cũng có trí, mà trí đó là trí phá, trí làm cho đại chúng long đông, làm cho đại chúng bất an. Còn trí ở đây cái nghĩa gì? Làm cho số đông trang trí cái Phật điện như khó tu Quan Âm á, mấy anh trai chị gái ở đây làm rất là trang hoàng, rất là đẹp. Tự nhiên cái đạo tràng mình nó hưng phấn, ai về được chứ. Cái chú nào làm hay quá, cái cô nào hả, người ta đâu có nói cái lần mà ta nói tu viện Phật Tâm, Phật tử tu viện Phật Tâm quý vị vui không? Đó, do đó quý vị làm được như vậy đó, thì lúc đó trí và bi. Bi có nghĩa là gì? Là tình thương. Người có tình thương lớn là làm không biết mệt, làm hết cái tâm, làm hoài hơn. Thầy có lúc mệt á, như cách 2-3 ngày trước á, làm với anh Lý Duyên, có lúc mệt á, anh nói cho thưa thầy, nếu mà thầy mệt á, thì thầy làm chuyện khác, nhưng mà thầy thấy anh làm rất là nhiệt tâm. Mỗi người làm mỗi việc á, nhưng mà rất là đem hết cái việc lớn, cái nhỏ. Tức là bi có nghĩa là gì? Và trí có nghĩa là gì? Hai cái đó là có nghĩa là vừa có trí, vừa có cái công việc làm mình hết lòng, hết việc của mình, tức là đem hết cái tâm của mình làm, thì lúc đó mình soi sáng cho mọi người. Tức gì?
làm cho số đông thì lúc đó cái phước mình có. Cho nên trí và bi là tròn trịa thì mình làm cái việc làm rất là ý nghĩa. Đi tới người ta nói là tu viện Phật tâm, Phật tử tu viện Phật tâm, Upasaka, Upasika tức là cộng sư nam, cộng sư nữ, Upasaka tức là con trai lành, Upasika là con gái lành của đệ tử của Đức Phật. Hay quá đi thôi. Đó, khi mà quý vị thấy Upasaka, Upasika mà ta nói gì là con trai lành, con gái lành, con trai hiền, con gái hiền, đệ tử của Đức Phật, rất là hay, rất là ý nghĩa. Nhờ như vậy đó thì lúc đó trí và bi viên mãn. Khi mà trí và bi viên mãn rồi đó mới có cái bài kệ là Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Hay quá. Rồi khi nào á hướng dẫn pháp nó sâu rồi hướng dẫn tăng nó sâu, ở đây chỉ nói Phật thôi. Bây giờ tới tăng nha, chữ tăng á là citta, chữ phạn á là citta. Chia tâm cái đề tài nó lớn lắm, nó rộng lắm. Nhưng mà thầy chỉ nói là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu nói hay hành động với tâm an lạc thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Ở bài kệ lời vàng của Đức Phật, bài kệ số 1 đó, Đức Phật dạy đó, mời đại chúng đọc lại nè. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu nói hay hành động, nếu nói hay hành động với tâm an lạc, với tâm an lạc, với tâm thoải mái, với tâm thoải mái, với tâm nhẹ nhàng, với tâm nhẹ nhàng thì hạnh phúc sẽ theo sau, thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình, như bóng không rời hình. Quý vị thấy vui không? Do đó cái người mà làm với cái tâm an lạc à, với cái ý nghĩ an lạc, hành động an lạc này, giống như hạnh phúc đó, sẽ theo với mình như bóng không có rời hình. Quý vị thấy mình đi cái bóng bao giờ nó có rắc rời về hình không? Mình đi cái bóng đó, có rời không? Không bao giờ rời. Cho nên đó, mình làm cái nghiệp lành thì cái nghiệp lành bao giờ nó cũng đi với mình à. Hôm nay mà quý vị về chùa, quý vị làm được tu viện, làm được cái gì việc lành là quý vị thấy nó an lạc lắm, thì cái bóng nó không rời hình, thì cái nghiệp lành của mình khi mình làm rồi cái nghiệp lành nó tới. Đó là bài kệ thứ nhất. Ngược lại bài kệ thứ nhất á, bài kệ thứ hai thầy nói chỉ hai bài kệ thôi. Bài kệ lời vàng của Đức Phật thứ hai là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu nói hay hành động với tâm bất thiện thì bất hạnh sẽ theo sau như bánh xe theo chân con quạ keo. Bây giờ mời đại chúng đọc lại nha. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu nói hay hành động, nếu nói hay hành động với tâm bất thiện, với tâm bất thiện, với tâm bất hạnh, với tâm bất hạnh thì khổ não sẽ theo sau, thì khổ não sẽ theo sau, thì khổ não sẽ theo ta, thì khổ não sẽ theo ta như bánh xe theo trong con vật kéo, như bánh xe theo trong con vật kéo. Do đó quý vị thấy á, là cái con bò hay là con trâu á, mà nó đi á, thì cái bánh xe nó theo sau đó thì không bao giờ nó tắt rời. Cho nên ở đây nói với mục đích nhân quả, cái nhân mà tốt, cái nhân mà lành, mình giúp chùa hộ trì tam bảo là mình đem hết tấm lòng mình làm thì cái thiện nó tới. Còn cái nhân mà bất thiện tới phá đám, cái nhân mà tới chùa gây lộn, cái nhân mà tới dòm người này người kia rồi tranh cãi thì cái khổ não sẽ theo với mình, không như là bánh xe theo trong con vật kéo. Rất hay. Cái đề tài đó nói về nhân quả, có dịp thầy sẽ chia sẻ rộng hơn và sâu hơn. Và chữ tâm đó chỉ nói hai cái bài kệ cho quý vị. Như vậy là gì? Là ý nghĩa tu viện Phật tâm. Thì chữ Phật tâm đó, nó có liên quan với là nó có bài hát. Rồi mời đại chúng chúng ta đọc thầy hát. Rồi quý vị hát theo nha, cho nó vui cửa vui nhà nha. Rồi quý vị đọc này. Rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Mà cầm cái mic rồi thầy hướng dẫn bên đó đọc lại. Anh Lý Duyên cầm cái mic. Đại diện rồi nói cho thầy. Để cho thuộc là mai mốt có cái dịp mà như bữa trước cách đây 2 hôm mà mình có cái khóa tu Quan Thế Âm á, nhân ngồi ăn cứ kiết hạ này, quý vị hát những cái bài Phật ca, thiền ca rất là hay nè. Quý vị đọc theo bài nha. Đây là Phật tâm, đây là Phật tâm, Phật tâm là đất.
chôn, ta thắm chăm chôn. Quê hương nơi này, quê hương nơi này, thờ vào hoa nở, thờ vào hoa nở, thở ra trúc lây, thở ra trúc lây, tâm không ràng buộc, tâm không ràng buộc. Tiêu giao tháng ngày. Bây giờ để cho đại chúng cái thuộc ra lặp lại lần nữa rồi mình hát nguyên bài cho nó xong nha. À nè, đây là Phật tâm, đây là Phật tâm, Phật tâm là đây, Phật tâm là đây. Mỉm cười chánh niệm, mỉm cười chánh niệm, mà an trú hôm nay, mà an trú Phật là la chế, Phật là la chế, Pháp là máy bay, tăng thân khắp chốn, tăng thân khắp chốn, quê hương nơi này, quê hương nơi này, thở vào hoa nở, thở vào hoa nở, thở ra trúc lây, thở ra trúc lây, tâm không ràng buộc, tâm không ràng buộc, tiêu giao tháng ngày, tiêu giao tháng ngày. Bây giờ mời đại chúng hát bài rồi mình kết thúc nha. Hát bài này, thật ra cái bài đó là đây là tịnh độ là đây, nhưng mà ở đây Phật tâm, tại sao mình không hát đây là Phật tâm, quý vị đồng ý không? Đó là this violin is here, mà nó this is Buddha mind is here. Bài đó là đúng là đây là Phật ta tịnh độ là đây. Mà tịnh độ có nghĩa là gì? Là lòng trong sạch. Tịnh độ có nghĩa là gì? Bớt tham, bớt sân, bớt si. Tịnh độ quen tịnh độ is here and now là gọi tịnh độ. Mà bây giờ mình nói là Buddha mind is here and now. Thì Phật tâm cũng là đây, là bây giờ cũng là tịnh độ. Thì mình đổi cái từ đó, mình nói là đây là Phật tâm. Bây giờ mời đại chúng bằng cách là cho tiếng nhạc là vỗ tay nha. Đây là Phật tâm là đây. Mình rồi chánh niệm, an trú hôm nay là một là la chế nga phá. Sau đó thầy kết thúc và mời thượng tọa để đi 5 phút. Quý vị có câu hỏi gì thắc mắc gì không? Mời quý vị. Chứ để nói quý thầy nói không à. Trước là thầy thỉnh thầy được trì đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thượng tọa thượng trưởng hạ sĩ đã cho đạo tràng tu viện Phật tâm chúng con có một thời pháp nói về ý nghĩa tu viện Phật tâm rất là hay. Và khi nói về ý nghĩa tu viện Phật tâm rất là hay thì chúng con rất là thành kính tri ân thượng tọa rất là nhiều. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh này thì thời gian cũng đã đi vào khuya rồi, thì chúng con còn cũng gia duyên bận biểu ràng buộc, cho nên chúng con cũng phải tranh thủ thời gian. Chúng con thay mặt cho đạo tràng Phật tâm một lần nữa thành kính tri ân thượng tọa. Kính chúc thượng tọa pháp thể khương an bồ đề của thầy luôn luôn kiên cố và luôn luôn là bóng cây che mát cho chúng con trên cái bước đường tu học và dìu dắt chúng con vượt qua bờ bê đến được cái bờ giác ngộ. Nam mô thường tinh tấn tu hành bồ tát ma ha tát. Và đại diện tu viện Phật tâm chúng con hồi nãy có một cái gì đó phẩm vật, ai đại diện, quý vị nào đại diện lên đây có một cái chút xíu cái gọi là tri ân công đức thầy
đã đến đây đường xá xa xôi. Thầy đã bắt từ vì nguyện, không từ mệt nhọc bay từ thà tiểu bang Houston, ngồi máy bay khoảng một ngày tức nghĩa là 6-7 tiếng đồng hồ, thầy đến được Seattle. Thì chúng con cũng đã có sự hiện diện của thượng tọa đến đây chia sẻ chúng con thờ pháp, và hy vọng tối ngày chủ nhật khi thượng tọa có bài pháp ở dưới chùa dưới Vancouver thì thượng tọa quay về tu viện Phật tâm chúng con trước khi thầy rời đi, thầy cũng nên tặng cho chúng con một bài pháp nữa, và hy vọng bài pháp nữa có ý nghĩa và có thêm những cái đề tài mới để chúng con tập hát, tập cười, tập vui, tập đùa, như là những đứa trẻ thơ bắt vòng trăng dưới nước, nghĩ là vòng trăng là thật nhưng mà té ra vòng trăng chỉ là ảo ảnh xoay rọi xuống lòng sông. Chúng con như những đứa trẻ thơ nô đùa trên sông bắt vòng trăng, nhưng mà vòng trăng chỉ là gì? Chỉ là sự ảo ảnh của cuộc đời, giống như là bóng với hình. Hy vọng chúng ta nghe bài pháp của thầy tinh tấn tu hành ngày một thêm phát triển. Và giờ đây chúng con xin cung thỉnh Phật tử đại diện. Phật tử có pháp danh là Nguyên và Xuân, tức nghĩa là nhìn cô Phật tử này chúng ta thấy nguyên cả mùa xuân, cho nên đại diện cho tu viện Phật tâm, giống như bài pháp có thầy tặng, lên kính chúc thành kính cúng dường thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con cảm ơn thầy đã cho chúng con một bài pháp thoại rất là nhiều ý nghĩa. Chúng con xin hứa là chúng con sẽ học theo hạnh của thầy đã dạy chúng con. Hôm nay chúng con có một chút tình tài, xin cung kính cúng dường. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị cho chàng có tay. Và chúng tôi thượng tọa nói lời kết thúc thì chúng ta tặng thượng tọa bài hát là sáng nở nụ cười nha. Rồi chúng ta nghe cái chuông. Có một đặc biệt mà. Buổi sáng nở nụ cười. Nhưng mà đồng thời cũng phát triển về tinh thần, thì lúc đó cái đạo tràng chúng ta mới bền vững được. Thì nhờ như vậy đó, Phật tử chúng ta mới tồn tại ở xứ này, nhất là nơi cái trú xứ tu viện Phật tâm, với cái sự hướng dẫn của thượng tọa Thích Tâm Lực ở đây, người mà trực tiếp hướng dẫn cho đạo chúng được nghe được lời dạy Đức Phật và làm được cái việc lành, ý nghĩa lành và lời nói lành. Hướng về quê hương Việt Nam, chúng con cũng cầu nguyện cho cái Covid coronavirus toàn cầu nói chung và Covid Việt Nam nói riêng được sớm được chấm dứt và sớm được có nhiều cái vaccine, nhất là vaccine của Hoa Kỳ Moderna, Pfizer, được công dân đất Việt được an lành. Và cuối cùng cầu nguyện cho đại chúng hiện diện nơi đây, nhất là quý vị thượng tọa trụ trì cũng như quý vị được thân khỏe và tâm an, hộ trì chăm bảo. Đắc lực là gồm có Phật lực nè, tâm lực nè, là thầy ở đây, Phật lực, tâm lực nè, huệ lực nè, trí lực nè, và công lực nữa là quý vị.
Thì đó là cái điểm lành rất là ý nghĩa. Bây giờ mời đại chúng chúng ta chắp tay lại và hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này Facebook livestream được thân khỏe và tâm an. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.